chạy xe máy vào làn ô tô. Một nam thanh niên khoảng 25 tuổi đã lao thẳng xe máy vào đuôi container, dẫn đến nguy kịch tính mạng. Vụ việc xảy ra vào tối qua trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cú tông cực mạnh khiến xe máy biển số tỉnh Trà Vinh của nam thanh niên này gãy rời phần đầu. Nam thanh niên được xe taxi chuyển gấp vào bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương rất nặng. Người dân cho biết, trước đó tài xế xe container dừng phương tiện trên làn ô tô sát giải phân cách với làn xe máy để vào quán cơm gần đó ăn tối. Khi tài xế dùng bữa xong leo lên xe, vừa chạy được một đoạn ngắn thì xảy ra tai nạn trên.